Thì nguyên tắc cái mid lane khi nào tên là nó đâu có khối dịch vụ trong này nên mình đâu có cần tổ chức thang cuốn đâu không tiền. dạ dạ em thấy có phần gì mà nó tổ chức thông tuyến có gì Cuốn mình chỉ dùng thang cuốn khi mà mình cần giải quyết một số lượng lớn người tập trung vào một thời điểm, cùng một thời điểm, và cái luồng di chuyển nó phải liên tục để nó đảm bảo nó giải phóng cho cái luồng người đó, thì mình mới dùng cái thang cuốn thôi. Còn đối với khách sạn này thì nó là công trình, nó đảm bảo sự riêng tư, cái phòng gym hay cái gì đó nó chỉ phục vụ cho khách nội bộ bên trong thôi, nó không có phục vụ khách sạn la, có nghĩa là nó không có dịch vụ trong này, nó không có thương mại dịch vụ trong này, nó chỉ có những cái đó phục vụ cho khách lưu trú nội bộ trong này thôi, nên mình không dùng thang cuốn trong này. Nên tiền ha, không dùng thang cuốn nhé, dạ thật mình chỉ dùng thang máy thôi, không dùng thang cuốn. Thì ở đây bạn này có một cái khá tốt, đó là bạn đã tìm được những cái mô hình của những cái phòng khách sạn này. Đây, đây chính là cái cốt lõi của vấn đề này. Từ cái mô hình này mình sẽ bên ra được bằng cái tầng điển hình. Từ tầng điển hình chúng ta sẽ giống ngược xuống lại bên dưới, chúng ta sẽ ra được cái chỗ cái tầng kỹ thuật. Từ tầng kỹ thuật chúng ta giống ngược xuống dưới, chúng ta sẽ ra lại cái khu bên dưới. Và như vậy muốn bên khách sạn thì bạn phải bên cái tổng mặt bằng, bên cái tầng điển hình trước. Còn muốn có tầng điển hình thì chúng ta phải có các loại phòng như thế này. Từ các loại phòng này chúng ta bắt đầu chọn nhịp như thế nào để nó bố trí được cái phòng này. Tốt. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Nghiên cứu rất là kỹ. Đúng rồi. Những công trình tham khảo này em phải liệt kê ra cho thầy ở trong cái thiết kế của họ nó có cái gì hay. Hôm bữa thầy có hướng dẫn bốn câu hỏi đó, thì những cái thiết kế này đối với một công trình này tiền cần phải rút ra những cái kết luận đó, nó có cái gì hay trong thiết kế người ta, trên bốn câu hỏi đó. Do em tưởng là thích mình thích tình em không đi vô Mình sẽ em nghĩ được những cái vô bốn cái câu hỏi mình trả lời ngắn gọn thôi, dùng keyword thôi, không có biết là dạng lan man cái chính thôi. dạ Những cái chính đó chúng ta sẽ phải dùng trong bài giảng này, chúng ta mới ở này chứ đúng nào, giống y chang như việc chúng ta ra chợ, ngoài chợ nó bán hàng vô số cái thứ vậy đó, chúng ta muốn nấu cái gì chúng ta mới mua cái đó về chứ, thì cũng vậy. Công trình tham khảo là các bạn tìm nó có cả ngàn công trình tham khảo đó. Mà mình muốn dùng cái nào, dùng ý tưởng nào hay phù hợp với lại cái sở thích của mình, phù hợp với phong cách thiết kế của mình, phù hợp với đất của mình, thì mình mới chọn công trình đó, là mình phân tích. Và khi đã phân tích rồi thì mình sẽ ứng dụng được những cái thủ pháp của cái người thiết kế công trình đó vào trong cái bài của mình. Tiền có hiểu cái logic nào không Tiền? Đó. Vậy chúng ta chọn cái thảo khơi khơi rồi đến khi chúng ta làm cái bài lên, bài chúng ta không hề có một cái đường nét hay là một cái kế thừa phát triển gì của công trình tham khảo, như vậy là hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Nó giống như chúng ta ra chợ chúng ta mua nắm thịt bò về, sau đó chúng ta đem lên là dĩa cơm chả có món này gì cho nó hết. Thì tất cả các bạn sinh viên đều gần như đa số các bạn bị và rơi vào trường hợp này, tìm công trình tham khảo này, hay nói cách khác là tìm cái tài liệu nghiên cứu này, hay tìm cơ sở khoa học đó, rất là sơ sài. Bạn đâu lấy đó, bạn đâu lấy nhét vô cho đủ vài giai đoạn nữa, đến khi minh bài rồi bắt đầu là bí chỗ này, bí chỗ kia, chế chỗ này, chế chỗ kia, không hề có một cơ sở khoa học nào hết.
Thì mấy cái đây bài giai đoạn mà cho thầy em cần phải liệt kê ra bốn câu hỏi đó trả lời cho thầy và chỉ cụ thể vô trên mặt bằng cho nó hay. Ví dụ trên này mình thấy người ta bố trí cái khu vực này gì đó nó hay, ví dụ, thì mình sẽ khoanh vùng vô đây và em chỉ việc ghi chú ở đây cho thầy làm một câu thôi là cái này cái hay của nó. Em hiểu không? Hiểu không tiền? Dạ hiểu rồi. Đây là đợt mà ngọc giai đoạn mình Photoshop ra hết rồi gửi ra cho thầy đó đúng thầy. Không Rồi cần phải nói ra. đúng rồi, không cần nói cho mình bài nữa, em thì hai mươi mấy người lấy tạm bảy kịp thời gian để trình bày ở cái buổi làm nhóm được rồi. Còn bây giai đoạn thì mình chỉ cần giống như hướng dẫn tôi là khi mình đưa một tài liệu tham khảo nào vào thì mình phải dùng được cái tài liệu tham khảo trong bài của mình, đó chính là bức concept đó. Đó chính là bức sau này các bạn làm bức concept trong tương lai, sau này các em thực tế bạn làm bức concept đó. Thì tức là concept chúng ta sẽ phải đưa những cái tài liệu tham khảo gồm tiêu chuẩn quy chuẩn, những cái viện dẫn của tiêu chuẩn quy chuẩn, những cái công trình tham khảo đã từng làm, những ý tưởng hay trong đó để mình trình bày với chủ tư, thứ một chủ tư là à cái ý tưởng của tôi nó ná với công trình như thế này nè, lúc đó mình chưa vẽ mà, lúc em chưa vẽ, mà em chưa vẽ thì em phải dùng công trình mà đã xây rồi, hoặc ít nhất là phát thảo cái tay ra để mà trình bày, người ta thúc giục người ta bỏ tiền cho em cái hợp đồng cho em thiết kế chứ, hiểu không tiền? Do đó mình phải dùng tất cả những cái công trình nào chọn làm tài liệu tham khảo mà cái ý tưởng của nó mình có thể phát huy, kế thừa phát huy nó ra thì mình mới chọn làm công trình tham khảo. Khi đã chọn rồi thì phải khoanh vùng được ý tưởng nào mà mình sẽ kế thừa phát huy, và sau này trong cái bài tập bài làm của mình, trong đồ án của mình phải bắt buộc phải có cái ý tưởng đó, yếu tố đó. Dạ thầy. Đó là cái bước thì mình tham khảo là như vậy, tìm và xử lý thì mình tham khảo là như vậy. Thì đây em thì là làm tham khảo rất là tốt nhưng mà xử lý thì chưa biết cách, thì cách xử lý thì mới hướng dẫn xong đó. Ok, thông tin em tìm thì đầy đủ những cái thứ mà chúng ta có thể tham khảo, gồm mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, dây chuyền, công năng, những cái đầy đủ hết rồi nè. Chúng ta lưu ý chúng ta chọn những công trình, ví dụ như em chọn công trình hình xoắn ốc này nè, thì khi em phải đặt nó vào cái khu đất mình, bởi vì cái bước tìm tài liệu tham khảo, cái bước tìm tài liệu tham khảo này nó sau cái bước là phân tích hiện trạng, đúng không? Đúng không tiền? Em hiểu không? Dạ. Là sau khi phân tích hiện trạng thì mình sẽ có bốn cái cơ sở, và từ bốn cơ sở đó mình mới đi tìm tài liệu thiết kế này. Đó. Có nghĩa là mình đã biết mình nấu món gì, mình ra chợ mình mới tìm tới mình mua cái món đó. Có nghĩa là các bạn đã biết mình nấu món gì này, mình có những cái điều kiện nào thuận lợi nào này, nhược điểm nào này, thì từ cái điều kiện thuận lợi và cái điều kiện hạn chế của khu đất này mình mới đi tìm cái tài liệu tham khảo. Có nghĩa là mình tìm những công trình mà nó có na ná về cái yếu tố giống như cái hiện trạng của mình là một. Cái thứ hai là nếu không na ná thì sau khi chúng ta tìm được cái tài liệu tham khảo, chúng ta phải lập tức suy ngược lại, chúng ta đưa vào cái bộ lọc là bốn cái chỗ phân tích hiện trạng này, chúng ta xem thì coi nó có đạt được yêu cầu hay không. Nếu đạt yêu cầu chúng ta sử dụng, không đạt yêu cầu chúng ta lập tức loại bỏ. Ví dụ như cái này này, em có suy nghĩ em đặt vào khu đất của em nó có hợp không? Để ví dụ nó hợp không? Hợp về hướng không? Hợp về gió không? Hợp về cảnh quan không? Hợp về giao thông không? Hợp về tiếng ồn không? Có không? Có không tiền? Nó có phù hợp không? Dạ cũng không không phù hợp lắm. Đúng rồi, chúng ta bỏ lấy khác, hoặc chúng ta để nó qua một bên làm tài liệu tham khảo gọi là phụ. Phụ là gì? Phụ là chúng ta chỉ tham khảo một cái phần nào đó ở trong công trình này thôi, ví dụ nó tham khảo cái kiểu nó tạo mặt tiền như vậy đó, chúng ta để bên, chúng ta gọi là công trình tham khảo phụ, nó không phải là một trong ba công trình tham khảo chính kia mà nó là tham khảo chi tiết thôi. Tiền không? Nó có một chi tiết nào đó hay, mình thấy tâm đắc mình sẽ dùng nó. Khi như vậy thì mình không cần đưa hết những cái thứ này vào làm một cái thành như vậy, mình đưa cái thứ này thôi. Nó nằm bên chỗ chi tiết. Hiểu cái này nha. Ta hiểu chỗ này nha, hiểu cái lúc vấn đề chúng ta luôn luôn phân tích trước. Tình trạng để chúng ta có được cái cơ sở khoa học. Rồi từ cơ sở khoa học là chúng ta mới đi tìm tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo. Được chưa? Và tìm tài liệu tham khảo xong chúng ta sử dụng tài liệu tham khảo và sử dụng công thức hiện trạng này vào cái bài của mình đó, thì đó là cái logic thì mà chúng ta làm bài như vậy. Trong thực tế cái quy trình chúng ta thiết kế cũng y chang vậy thôi. Bước một bao giờ chúng ta cũng phải có cái chỗ này, đó là gọi là đồ án tiền khả thi ấy, đồ án khả thi đó, sau đó chúng ta mới tới cái này, tới cái này. Rồi đó là cái phân tích, đó là em phải để cái phân tích này bên trên nhé, cái phân phân tích này bên trên, bởi vì cái phân tích là cái đầu tiên,
sau đó tới cái tiêu chuẩn, quy chuẩn là cái thứ hai, rồi tới cái bước thứ ba nó là tài liệu tham khảo. Cái logic nó dạy từng bước một lại. Bước một là phân tích, bước hai là tiêu chuẩn, quy chuẩn, bước ba mới là đi xem thiên hạ đã làm cái gì rồi, đó chính là tài liệu tham khảo. Công trình tham khảo, và công trình tham khảo là gì vậy, là có thiên hạ làm tới đâu rồi, họ làm như thế nào, làm tới mức như thế nào rồi, và cuối cùng mới là phương án concept của mình. Đó, hiểu không nào tiên, các bạn Dạ, hiểu rồi. hiểu không, quy trình làm bài mình như vậy không, không có lẫn lộn nhé, không lẫn lộn nha, bước sau nó sẽ kết thúc bước trước, đó là quy trình như vậy. Xong bước một, bước ta, bước hai, bước hai, bước ba, bước ba, xong bước bốn, không gì khóc. Áo thì từng bước như vậy để chúng ta biết được những cái tình trạng báo cáo. Rồi thì cái đây là cái hình mô hình khối của em luôn đúng không? Dạ, em phát cái hình khấu với lại mấy cái khấu đế khu tặng ngủ này. Thì khi phát hình khối này thì lập tức là cái hình khối này theo cái quy trình hồi nãy, bốn bước hồi nãy đó, quy trình bốn bước hồi nãy thì chúng ta phải lập tức được hình khối này và chúng ta kiểm tra lại các bước ở trên. Bây giờ chúng ta kiểm tra bước một ở phân tích hiện trạng nó có hợp với là bốn yêu cầu của mình không, ta kiểm tra bước hai đó là quy chuẩn tiêu chuẩn coi thử nó có phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn không, bước ba chúng ta coi chúng ta đã kế thừa được những cái công trình tham khảo nào, những cái thủ pháp nào trong này, công trình tham khảo nào đó. Nghĩa là bước bốn của em đây là bước bốn này, đã kết quả đúng không, đây là bước bốn của em này đúng chưa, bước Dạ. này nó phải quay lại nó đối chiếu nó kiểm tra với ba cái này. Đó. Đó, được chưa? Nó phải lập luận chặt chẽ như vậy, nó còn bốn bước như vậy, quy trình là bốn bước như vậy. Đó. Quy chuẩn, quy chuẩn. Hiểu được không? Hiểu cách làm bài đúng chưa? Thì nếu em làm được như vậy á, thì từ bản thân em xem trả lời những câu hỏi mà công trình em nó phù hợp hay chưa? Và em cũng có cái cơ sở, có công cụ để em đánh giá bài của các bạn em đang làm nó có đúng chỗ nào, nó sai chỗ nào. Và nếu em tiến bộ hơn nữa thì em có thể đánh giá được những công trình trong thực tế nó làm đã hay chỗ nào, không hay chỗ nào. Đó. Thế bây giờ hiểu rõ nha, cả lớp hiểu rõ chỗ này nhá. Tại hy vọng không phải lặp lại những cái lý thuyết này, đáng lẽ từ cái đoạn đầu tiên là các bạn đã được học lý thuyết này rồi đó. Tôi thấy nhiều sinh viên tới năm như các bạn năm thứ ba rồi mà vẫn chưa làm đúng cái quy trình này. Đâm ra cái bài của bạn nó rất là lẫn lộn lung tung. Đồ án có đồ án được điểm cao, có đồ án thì không biết vì sao mình thấp điểm, đồ án cũng chả biết vì sao mình cao điểm, và nó mang tính hên xui rất là nhiều. Rồi thì nhiệm vụ của em bữa tới là cái phần bên trên là em làm khá ổn, chịu phần tài liệu tham khảo, thì tài liệu tham khảo em làm giống như thầy nói đó, bóc cái hai cái đẹp đó ra. Rồi bữa tới là bữa chấm giai đoạn á, em có cái hình có cái này rồi thì em sẽ phải đặt cái này vào trong, em trả lời ba câu hỏi như hồi nãy á, nó có hợp lý chỗ nào không đó, bước 1, bước 2, bước 3 là ok. Bài giai đoạn sau khi có cái phương án rồi, phương án mình phải được quay qua kiểm tra với ba cái này với thầy được không nào, hiểu em, có nghĩa là bữa tới có cái phần hình khối của em rồi thì em sẽ có một cái tờ phân tích cái hình khối này nó có phù hợp với lại cái phân tích hình trạng của mình không, về nắng gió cảnh quan gì đó, em có một tờ làm như vậy. Tiếp theo em có cái tờ thứ hai là em đặt hình khối vô và em áp dụng những tiêu chuẩn quy chuẩn nào, em ghi cụ thể ra rõ rõ thầy vô, ví dụ khoảng lùi đây theo tiêu chuẩn nào, đây đây như thế nào gì đó, áp dụng tờ thứ hai. Tờ thứ ba, công trình này em đã dùng những cái thủ pháp tạo hình nào, hình nào mình thủ pháp tạo hình nào mình kế thừa của những công trình tham khảo nào, nói rõ ra luôn. Đó rồi, ba tờ như vậy, chấm giai đoạn, chấm hai tờ như vậy đó, hiểu chưa? Chúng ta có phương án rồi, chúng ta phải quay qua đối chiếu với cái này. Rồi ok, bạn này làm khá tốt. Bước thứ hai như là tốt. Đang đi đúng hướng, đang biết cách làm. Đặc biệt là cái phần ở trên của bạn rất là kỹ, đầy đủ tài liệu để chúng ta làm. Bữa là tôi tiền làm tốt. Tiếp theo là Trần Bồ Ngọc Binh, Binh số 3 em.
Dạ có em đây. Nãy giờ có ngồi nghe thầy giảng cái bài của bạn Tiền không? À dạ có thầy ơi. Như vậy cái quy trình làm việc mình đúng bốn như vậy, các bạn phải tuân thủ đúng bốn như vậy nha. Và cái yêu cầu của cái bài thì giai đoạn thầy cũng mới nói xong đó, sau khi ta có phương án chúng ta qua đôi bài kiểm tra với ba bước bên trên, phương án là bước bốn của mình. Tôi nghĩ đây là một đề tài mà các bạn nên nghiên cứu kỹ đi, bởi vì nó là một trong những cái đề tài mà chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ áp dụng nó vào cái đồ án tốt nghiệp của mình đó. Và những cái mà các bạn nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn quy chuẩn ở đây nó cũng sẽ na ná giống như cái đồ án nhà ở 3 hay 4 gì các bạn làm về một cái chung cư đó. Giống như vậy đó. Làm kỹ đồ án này thì các bạn sẽ rất nhẹ nhàng một một số cái đồ án liên quan. Thậm chí sau này các bạn nếu có làm trung tâm thương mại hay làm những thứ gì nó cũng sẽ rất là liên quan đến cái đồ án này, rất là dễ dàng cho các bạn. Phần này là phần em bóc tiêu chuẩn ra đúng không? Bên đây. Dạ, dạ có. Rồi cái này là bước số 2 nhé. Bước số 1 vẫn là phân tích hiện trạng nhé. Đây, bước này bước số 1 nè. Đây là bước số 1 nè. Phân tích hiện trạng. Bởi vì chúng ta có hiện trạng, ta mới biết chúng ta cần phải áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn nào vô. Hiểu vấn đề này không? Ví dụ như khoảng lùi mình nó sát đường quá thì mình coi mình phải lùi cho bao nhiêu, lúc đó mình mới dỡ tiêu chuẩn quy chuẩn ra mình kiểm tra chứ. Đúng không nè? Đó. Ví dụ như cái đường này nè, nó mình biết cái đường lộ giới này là hoàng diệu là 40 mét đi à, thì mình phải lục ra tiêu chuẩn quy chuẩn mình xem để coi cái chỉ tiêu quy hoạch, nếu mà đường hoàng diệu 40 mét thì mình phải lùi cho bao nhiêu. Trong cái đề này người ta đã cho sẵn các bạn rồi, thầy cô đã cho sẵn các bạn rồi, trong thực tế thì không ai cho sẵn như vậy. Trong thực tế những cái chỉ tiêu quy hoạch này là các bạn phải phân tích khu đất và các bạn phải lên cho sở quy hoạch các bạn xin những chỉ tiêu này. Hiểu không nào Bình, hiểu có hiểu không? Do đó tại sao cái bước số 1 nó là phải là phân tích khu đất là như vậy đó. À dạ hiểu thầy ơi. Rồi ví dụ chẳng hạn như cái mặt tiền mình nó giống hướng tây như vậy thì bây giờ mình phải lục cái tiêu chuẩn quy chuẩn nào nó quy định tới cái lại cái chỗ hướng tây mình giải pháp cái giải pháp xử lý chống nắng mình như thế nào đó. Do đó tất cả những cái tiêu chuẩn quy chuẩn này nó sẽ là bước số 2 chứ không phải bước số 1. Nếu mình trình bày đúng như thầy, bước số 1 phải là phân tích hiện trạng. Dạ. Rồi cái phần bố cảnh lịch sử này nó nằm trong phân tích hiện trạng đó, nó chính là cái phần nằm trong cái hiện trạng đó, nó nằm trong hiện trạng đó, nó chính là đầu tiên luôn đó. Trong thực tế thì cái phần mà phân tích quá khứ hiện trạng, quá khứ tương lai này này, nó chính là cái phần đầu tiên, nó thuộc về bối cảnh lịch sử văn hóa của khu đất, nó trước cái tờ mà các bạn phân tích giao thông nữa, bởi vì trong quá trình các bạn học thì chỉ làm bốn cái tờ nó thu gọn lại cho các bạn thôi. Trong thực tế là cái chỗ bước phân tích là bước đầu số 1 đó, cái tờ số 1 đó. Nó thuộc bước 1 nhưng nó là số 1. Là mình nói về bối cảnh lịch sử của khu đất trước, sau đó mình phân tích hiện trạng khu đất hiện tại. Cái này thì nó cũng chưa có thuyết phục thầy được. Bởi vì cái khối của em thứ nhất nó sẽ quá dài và quá nặng nề như vậy. Cái mặt độ xây dựng của em nó chiếm quá lớn so với khu đất rồi. Mặt độ xây dựng của đất mình chỉ có 40% đúng không em? Dạ khoảng 40%, còn khu đất của em đây 11 ở đây. Của em đây là phải năm mấy 60% rồi. Đó. Thì cái khối của em nó bị sai, nó nặng nề rồi. Cái thứ hai là cái khoảng lùi. Em không có đúng cái khoảng lùi bao giờ lên trên nó cũng như thế này nè. Cái này các bạn phải coi cái tiêu chuẩn nó liên quan tới cái này chứ. Liên quan tới cái này chứ, nó có quy chuẩn về cái quy hoạch mà. Khoảng lùi mà. Nghĩa là em có cái lề đường này, có vỉa hè đây, có đế công trình của em nằm đây, bây giờ có trên cũng phải lồi vô lõm như thế này đó, nó tung theo cái tim đường ở đây, hình phễu gọi là hình nón, em hiểu không? Dạ hiểu thì có một góc như này, anh đây bạn phải lục ra tiêu chuẩn quy chuẩn, bạn coi hai con đường này nè, bạn phải coi giúp tôi hai con đường này, con đường tiêu chuẩn, cái đường của bạn lên thông tin về sở quy hoạch á. Hoạch kiến trúc á, các bạn gõ website của sở kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh ra, nó sẽ có những cái thông tin về cái lô đất mà các bạn chọn ở trên cái con đường này, về những con đường này, nó sẽ có cái góc như này, góc này, và các bạn không được vượt qua cái góc này, nó có cái góc như này, mỗi con đường nó đều có cái góc như thế này á, và công trình của các bạn xây chỉ đụng tới cái góc này thôi, đến đây đụng vô bạn phải giật lên nhảy, giật lên nhảy. Em không hiểu tất cả thầy đang vẽ không, Hà Vinh? À, dạ hiểu thầy. Dạ. Đó. Do đó cái phương án này mới nhìn vô là em sai bét rồi. Cái này thì còn có vẻ đúng được này, mặt bên này này,
mặt bên này này thì có vẻ có đúng, mà em có khoảng lùi vô, còn mặt bên đây em hoàn toàn sai rồi, sai hoàn toàn. Đó, như vậy phải lưu ý, đặc biệt lưu ý cái này cho tôi, cái này các bạn phải, tôi gợi ý các bạn phải tự đi tìm những thứ này chứ tôi không tìm các bạn được đâu, tôi không tìm các bạn. Và việc của tôi là xem các bạn có áp dụng cái đó hay không thôi, chứ không phải việc của tôi là đi tìm và dí nó vào các bạn để bắt các bạn thực hiện, không có chuyện đó. Rồi mình tự đi tìm. Rồi sau này nó chính là cái công việc hàng ngày của các bạn, nếu các bạn làm kiến trúc, nó công việc hàng ngày của các bạn. Thì các bạn phải biết cha ở đâu, biết hỏi chỗ nào. Cả lớp những bạn hôm nay chính bạn sẽ bài lưu ý cho tôi cái này nha. Nghe anh chị nghĩ tôi chắc chắn là không không biết về cái này, mà sai chắc quốc luôn. Mà sai cái này coi như hỏng. Sai này coi như hỏng. Có nghĩa là bài mình làm không có cơ sở khoa học. Rồi, lưu ý cái này nha cả lớp. Tôi sẽ lấy cái này mà tôi thả lên group Zalo để những anh chị nào không đi học thì cũng nhớ cái này giúp tôi. Vì buổi tối tôi sẽ không nói lại chỗ này, tôi nói sai thôi, còn lấy do tại sao sai thì đi hỏi những người có đi học đó. Do cái đó là khoảng lùi theo lộ giới, lùi theo lộ giới chứ không phải như vậy. Rồi thì mới tôi thấy cái đó sai chắc bét rồi đó. Còn phương án này có đẹp cỡ nào cũng hỏng rồi, không đến khả thi. Như vậy bài của em làm thì nó còn khá sơ sài. Cái phần công trình tham khảo của em ở trên này thì tôi chưa thấy phần công trình tham khảo ở đây, nó chưa có cái công trình tham khảo nào đó. Nó hoàn toàn chưa có phần công trình tham khảo này. Nó chỉ được cái phần tiêu chuẩn quy chuẩn bên trên là cũng tạm ổn. Có một điểm cộng đó là có bổ sung thêm được cái phần lịch sử văn hóa của khu đất. Rồi, nhưng mà cái phần mà bước số 3 gọi là bước đi xem có thiên hạ đã làm cái gì thì hoàn toàn chưa có. Mà một khi mà chưa biết thiên hạ đã làm cái gì thì chắc chắn mình sẽ không làm được những cái mà nó bằng thiên hạ đâu, ít nhất là bằng. Đừng chưa nói chuyện là hơn. Chưa nói chuyện là hơn. Hiểu mình ơi. Hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Dạ rồi đấy. Tôi phải bổ sung lập tức, bổ sung ngay cho thầy cái phần đi tìm công trình tham khảo. Được chưa? À thầy ơi, cho em hỏi là cái phần quy chuẩn có cần thêm cái biện pháp mà xây hầm ở gần những cái khu vực sông đồ không thầy? Chính xác. Khu vực sông. Dạ. Chính xác, tất cả những cái thứ nào liên quan các bạn phải tự chủ động mà đi tìm và áp dụng những công trình mình. Bởi vì liên quan đến một công trình nó sẽ có vài chục cái tiêu chuẩn gì đó. Ở đây thầy chỉ lập ra những cái tiêu chuẩn mà gọi là quan trọng nhất mà công trình nào cũng áp dụng để các bạn áp dụng thôi, đó những cái thầy gửi qua Zalo cho các bạn đó. Ngoài cái đó ra thì nó còn rất là nhiều những tiêu chuẩn áp dụng cho từng trường hợp cụ thể. Ví dụ em vừa nói đó là tiêu chuẩn đối với công trình xây dựng nền tất yếu tầng hầm, mình phải áp dụng vô. Được chưa? Đó. Thì mình sẽ áp dụng cái đó vô nhé. Rồi. Bây giờ là bổ sung cho thầy cái phần công trình tham khảo là một. Hai là bữa tới là sau khi có phương pháp hình khối này rồi, có cái mặt bằng tổng thể và có cái hình khối rồi, làm kỹ mặt bằng tổng thể cho thầy là có hình khối này rồi, thì lập tức lấy cái này kiểm tra lại ba bước trên, đó là bước hiện trạng, bước tiêu chuẩn quy chuẩn và bước công trình tham khảo. Được chưa? Hiểu mình ơi. Dạ rồi. Em hiểu rồi. Dạ. Và hôm nay thì nó chưa có ổn. Rồi, em cảm ơn thầy. Mình chú ý cái phương pháp mà thầy hướng dẫn các bạn để các bạn làm bài nhé. Chú ý nha. Thì mà các bạn học được cái phương pháp làm bài từng bước một như vậy. Và một khi chúng ta làm việc có một phương pháp hay gọi là một quy trình chuẩn, tức là gọi là quy trình chuẩn, chúng ta sẽ đảm bảo được một cái điều là kết quả chúng ta ra nó tương đồng. Có nghĩa chúng ta sẽ hạn chế được tối đa cái chuyện hên xui. Nói chung là gì? Có đoạn chúng ta làm rất là đẹp, nhưng có đoạn chúng ta làm rất là xấu, chúng ta bí ý chúng ta vì đó, chúng ta ảo một thứ gì đó. Thì đó là những cái thứ mà chúng ta sẽ gặp phải khi chúng ta làm việc mà không có quy trình chuẩn. Do đó tất cả những cái công ty lớn người ta đều có một cái quy trình chuẩn để chúng ta làm việc hết á. Và việc của các bạn là tuân thủ đúng cái quy trình chuẩn đó. Phương Thảo. Dạ có thì. Ở đây là chúng ta có cái tiêu chuẩn là khách sạn 4 sao mà nãy giờ thì tôi mới thấy là chỉ có bạn Thảo là đưa được cái tiêu chuẩn 4 sao cho tôi. Còn hai bạn trước đưa vô nhưng đưa nó cũng ít. Ít. Chưa có đủ. Trong tiêu chuẩn khách sạn 4 sao nó quy định rất là rõ nếu muốn phòng 4 sao thì vị trí khu đất phải như thế nào. Đó về tổng mặt bằng đó. Rồi về các bộ phận bên trong như thế nào, ABCD rất là rõ, nó mấy trăm mấy trang nó đầy đủ như vậy. Và các bạn lưu ý là cái sao này nè. Cái sao này không phải các bạn tự gắn nhé, chúng ta tự gắn đâu,
mà khi chúng ta 1-2 năm đó, thì bên chỗ tổng cục du lịch người ta đầu tiên chúng ta đi vào khai trương á, thì bên tổng cục du lịch người ta xuống, người ta sẽ cầm một cái list các tiêu chí 170 mấy, thì nhớ không làm 170 mấy tiêu chí đó, và người ta sẽ đi kiểm tra từ đầu tới cuối trong khách sạn của bạn. Nói chung người ta đi bắt chày ra nước á, để tìm nữa, bói cái nhà ra rác để ta bói như vậy đó. Khi bạn đạt hết những cái tiêu chuẩn đó rồi thì người ta sẽ cấp cho bạn một cái bảng. Cái bảng này các bạn đóng tiền mà người ta làm cho các bạn, ta gắn sao cho các bạn và các bạn đem về các bạn treo lên. Vì là cái bảng đây là tổng cục du lịch cấp cho các bạn, chứ không phải là các bạn tự ra mà làm gắn lên đâu. Và nó sẽ có kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất nó xuống, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất nó xuống, xuống kiểm tra. Và nếu bạn đạt thì nó giữ các bạn lại, không mà đạt nó gỡ ra đó. Được chưa ha? Đó, tổng cục du lịch người ta làm chuyện này, ta kiểm tra cái chuyện này. Rồi ở đây có một cái nữa các bạn phải lưu ý giúp thầy, đó là những cái bạn đã áp dụng đây này, nó cũng khá cũ. Tại sao nó cũ? Nó áp dụng tốt cho trước năm 2019, nó áp dụng rất là tốt. Các bạn biết tại sao tôi lấy mốc 2019 không? Thảo có hiểu cho này không Thảo? Dạ. Dạ không thì. Không hả? Cái con Covid-19 nó đang trình hình ra đó đó, nó làm cho mọi thứ thay đổi đó. Có nghĩa là sau khi mà xảy ra đại dịch đây nè, thì là Hiệp hội Kiến sư Hoa Kỳ AIA á, người ta lập tức ngay thôi, vài tháng sau thôi, người ta sẽ ban hành một cái tiêu chuẩn mới về cho thiết kế sản khách sạn, đặc biệt là khu vực khách sạn. Người ta bắt buộc các bạn không có ngồi gần gì nữa, không cách 2 mét. Không quen không Thảo? Quá quen đúng không? Dạ yeah. Quen ha, ở đây phải lưu ý như vậy. Những khách sạn 4 sao các bạn á, 4 sao Việt Nam mình tôi không biết thì mình chưa áp dụng cái này. Nhưng đối với ở Hoa Kỳ hay Mỹ á, thì ta phải áp dụng cái đó rồi. Có nghĩa là những khách sạn mới hay cũ gì đó đều phải tuân thủ áp dụng cái này hết, đảm bảo khoảng cách giữa các người ngồi đây nó không có gần nữa. Vẫn các bạn lưu ý đó là nếu khách sạn mà cái sao càng lớn á, thì không cần cái này đâu, không cần phải áp dụng cái Covid này đâu. Các bạn vô những khách sạn sang các bạn thấy là người ngồi cách người rất là xa, không cần phải dịch mà người ngồi cách người rất là xa. Lý do chúng ta sang, chúng ta vào đó chúng ta sẽ không có muốn mà ngồi gần những cái người khác, vì sao? Ảnh hưởng tới mình, ảnh hưởng tới mình. Có nghĩa là khi các bạn vào những khách sạn hạng sang 4 năm sao ở Sài Gòn này á, một mình các bạn có thể ngồi một cái sofa rộng thênh thang như một góc vậy đó. Do đó khách sạn nó sẽ rất là rộng đối với những khách sạn mà có số lượng sao nó cao. Mà lưu ý nha, số lượng sao nó cao chứ không phải số lượng phòng nó nhiều nha. Số lượng sao nó cao. Và ngoài cái chuyện sao thế này nè, ngoài cái chuyện phong sao thế này nè. Phong sao ở Việt Nam mình các bạn thấy 5 sao hết cỡ đúng không? Sao hết cỡ đúng không? Nhưng mà theo các bạn thì mấy sao, hiện tại mấy sao là cao nhất? Nói thay nghe được coi. Như là 7. Ừ, cái nào là 7 sao? Khách sạn là 7 sao, nổi tiếng nhất là cái nào 7 sao? Ở Dubai. Chính xác, nó chính là khách sạn Cánh Buồm đúng không? Cánh Buồm đó. À, 7 sao. Ở Việt Nam mình mấy sao là cao nhất? Mình có công trình nào quá 5 sao nào không? Có khách sạn 6 sao. Nhưng mà cái biển hiệu của nó cũng chỉ 5 sao thôi. Bởi sao tiêu chuẩn của mình nó 5 sao, lấy đâu sao nữa mà cấp. Đúng nào? Nhưng nếu mà so sánh theo cái hệ thống tiêu chuẩn gọi là The Leader Hotel á, đối với khách sạn nó có một cái hệ thống tiêu chuẩn gọi là Leader Hotel. Có nghĩa là những danh sách những khách sạn hạng sang nổi tiếng trên thế giới này do cái tạp chí này nó quản lý về chất lượng, nó sẽ phong sao 6 sao, 7 sao chính là do cái này nè, quản lý này, nó phong này. Nó phong này. Chứ không phải Việt Nam mình phong nha. Việt Nam mình nó chỉ phong 5 sao, và 5 sao của mình nó chỉ có tác dụng ở trong cái nước mình thôi. Chứ 5 sao của mình nhiều khi không bằng 3 sao của nước ngoài ha. Mỗi nước có một hệ thống tiêu chuẩn riêng. Nhưng để đảm bảo thống nhất chất lượng trên toàn cầu á, thì nó sẽ có cái danh mục là The Leader Hotel. Các bạn gọi Leader Hotel các bạn sẽ thấy. Thì trong đó Việt Nam mình hiện tại chỉ có duy nhất về khách sạn đó nha. Khách sạn duy nhất một anh thôi, một anh duy nhất là nằm ở cuộc 6 sao này. 6 sao này. Còn resort thì nhiều, resort thì rất là nhiều. Resort thì Việt Nam mình gần như là những khách sạn resort rất là nhiều. Ở khu Đông Nam Á này là Việt Nam với Thái Lan là hai cái mà có resort là nhiều nhất. Việt Nam mình có 2-3 cái vậy, Thái Lan có được 2-3 cái.
Thì Việt Nam mình nếu mà khách sạn một cái 6 sao duy nhất đó là The Reverie. The Reverie. Ở Sài Gòn mình nó ở quận nhất á, The Reverie. Các bạn gọi The Reverie nó khách sạn 6 sao duy nhất của Việt Nam mình. Và tôi nhắc lại 6 sao là 6 sao theo phong của The Leader này nhá. Còn mấy anh Việt Nam mình chỉ có 5 sao thôi, không có 6 sao đâu. Thì cái sao này nè, nó sẽ quyết định tới những cái tất tần tật mọi thứ ở trong cái khách sạn của mình. Mình lưu ý cái này. Như thế cái khách sạn thì cái sao này, hay gọi là cái hệ thống tiêu chuẩn đó, nó sẽ quyết định tất tần tật. Ngoài chỉ cái sao này nó còn chưa kể nó sẽ có cái thương hiệu khách sạn nữa. Mỗi thương hiệu khách sạn nó là có một hệ thống tiêu chuẩn riêng. Ví dụ Mandarin Hotel nó có một hệ thống tiêu chuẩn riêng của nó. Hệ thống tiêu chuẩn này nó bám đúng cái này. Nên là Hilton cũng vậy. Những khi ta khách sạn Việt Nam mình có nó phải bám đúng cái chuẩn này và nó có tiêu chí riêng của nó để thành điểm nhấn cho nó nữa. Do nói về khách sạn thì các bạn phải lưu ý tới cái chỗ sao này mới là cái quan trọng nha. Sao này là cái quan trọng, cái sao nó quyết định tất cả các tầng mà thứ trong này, phòng ốc rồi trang thiết bị trong này, diện tích phòng hướng như thế nào, rồi thiết kế cách âm, tiêu chuẩn cách âm bao nhiêu, rồi tiêu chuẩn chiếu sáng bao nhiêu, tất tần tật mọi thứ nó đều từ cái sao mà ra hết. Hành lang rộng bao nhiêu, khoảng cách hành lang không được dài quá bao nhiêu, tất tần tật ABCD gì đó, mọi thứ đều từ cái sao ra hết. Rồi. Thì những cái tiêu chuẩn quy chuẩn này thì các bạn phải để phía sau ra nhé. Rồi công trình tham khảo nè. Công trình tham khảo thì mới nhìn vô thì mình chọn công trình tham khảo này là mình thấy là thua rồi. Có biết vì sao nó thua không Thảo? Dạ, tại nó là resort hết rồi. Đúng rồi, nó thấp tầng nó thì mình áp dụng được cái gì trong cái bài mình? Mình đang muốn nấu một cái lẩu Thái mà mình đi ra mình cho ăn quốc cho một cái đậu hũ về thì là biểu nấu lẩu Thái làm sao nấu lẩu được. Mình đang làm một cái công trình cao tầng ở trung tâm thành phố, mình đi chọn một cái công trình thấp tầng mang tính resort như thế này thì làm sao mà nó xài được, hiểu chưa Thảo? Dạ hiểu. Chọn lại chọn tầm bậy hết rồi, chọn tầm bậy mình đã có, đây là bước thứ ba rồi, nó kế từ hai bước trên kìa để mà chọn. Cái này cũng không được luôn, cái này cũng không được luôn. Công trình của mình là cao tầng và thấp tầng nó khác nhau hoàn toàn về hệ thống kỹ thuật nha các bạn. Đó. Từ 9 tầng trở xuống á, thì hệ thống kỹ thuật nó vô cùng đơn giản. Đơn giản. Nhưng mà trên 9 tầng trở lên á, 9 tới 18 tầng á, là hệ thống kỹ thuật nó bắt đầu phức tạp lên một tí rồi. Bắt đầu nó trên 18, từ 18 tới 40 á là nó đã phức tạp lắm rồi. Mà trên 40 nữa đó, gọi là skyscraper đó. Trên 40 không gọi là high building mà gọi là skyscraper, là nhà chọc trời đó. Thì nó là vô cùng phức tạp. 9 tầng chúng ta không cần cái tầng kỹ thuật. Chỉ cần chuyển ống ở trên nóc của một cái tầng nào là được. 9 tầng chúng ta không cần bố trí sảnh phòng cháy chữa cháy. 9 tầng chúng ta không cần phải chuyển thang máy. Nhưng mà lên tới đây nè, lên tới 18 tới 40 nè, hay lên tới 40 này nè, skyscraper này nè. Thang máy chúng ta đâu có bấm một lèo từ tầng 1 tới tầng 40 được đâu, không có chuyện thang máy đi như vậy được. Thế thì bao nhiêu thang máy cho đủ? Có thang máy chúng ta nó phải chia ra bấm một cái từ tầng 1 tới tầng 10, qua tầng 10 đổi cái thang, bấm một tầng 10 phát đi lên tới tầng 20, qua tầng 20 đổi thang bấm một phát lên đó, ví dụ như vậy. Rồi như vậy tối với xa cấp bên này, cái sảnh phòng cháy chữa cháy này cứ vài tầng phải rã ra một cái, vài tầng phải rã ra một cái, tầng tầng mọi thứ. Do đó nếu chúng ta lấy một công trình thấp tầng mà chúng ta đi tham khảo công trình cao tầng là chuyện vô lý, chuyện vô lý, hiểu não à, hiểu nha. Dạ hiểu rồi. Bắt đầu tới công trình này thì thấy có vẻ được, đúng mà, đúng mà. Bởi vì cái quy mô tầng nó cũng vừa phải, giống như cái bài của mình nè, đúng nào ha. Thì công trình này có thể tham khảo được nè đó. Nhưng còn cái hay cái đẹp trong công trình này ở đâu thì phải chỉ ra cho thầy tham khảo cái gì trong này, nó hay chỗ nào, nó đẹp chỗ nào, và tương lai mình áp dụng cái hay cái đẹp nó vào ở trong cái bài của mình như thế nào, được chưa? Cái cách mình xử lý công trình tham khảo là như vậy. Thứ nhất là chọn,
cơ sở đó đâu chọn, thì cơ sở chọn chính là chỗ cái đề tài của mình và công thức công tác của mình, tiêu chuẩn quy chuẩn của mình, đó là cái cơ sở để mình chọn tham khảo. Chọn tham khảo xong làm gì? Bước tiếp theo đó là chúng ta phải thấy được cái hay cái đẹp của nó và lập tức nghĩ tới cái hay cái đẹp của nó sẽ áp dụng vào bài của mình, thì đó chính là gọi là tìm ý đó. Xử lý công trình tham khảo gọi là tìm ý đó. Các bạn bữa giờ vẫn đang hỏi tìm ý ở đâu đó. Nhiều người vẫn còn thắc mắc là tìm ý để thiết kế ở đâu. Thì xin thưa, nó chính là chúng ta từ phân tích công trình tham khảo ra. Rồi, mà muốn phân tích công trình tham khảo chúng ta phải bắt đầu ở đâu? Từ phân tích hiện trạng ra. Và phân tích tiêu chuẩn quy chuẩn ra. Đó, thì nó mới tới tìm ý. Bạn ngồi đó, ngồi quán cà phê, đầu móc cái tờ giấy ra, xong đầu một chân thì gác lên, một tay nghe phuấn, đọc phát, ba nét vớ vẩn, xong rồi, đây là ý của mình rồi, xong rồi, không phải như vậy. Các bạn chưa đạt đến mức đó được. Các bạn xin đi, các bạn chưa đạt mức đó được. Những người trong thực tế ta làm như vậy, bởi sao? Bởi vì ta đã có phân tích hiện trạng rất là quen thuộc rồi. Người ta đã nắm trong đầu họ một đống tiêu chuẩn quy chuẩn rồi. Người ta đã có hàng trăm công trình tham khảo đã từng qua mắt người ta rồi. Có nghĩa là ta có một cái quỹ gọi là quỹ thị giác, là quỹ nhớ thị giác rồi, về công trình tham khảo rồi, quỹ nhớ là ta rất rành rồi, thì khi đó người ta mới ngồi rung đùi lấy uống cà phê mà phát thảo ra được. Tôi thấy rất nhiều anh chị sinh viên ngồi trong quán cà phê lấy tờ giấy ra phát ra ý ra công trình của mình, sau đó lấy cái ý của mình thì lấy sức vô lý hết sức phản khoa học. Chúng ta đang vẽ công trình kiến trúc, chúng ta không phải vẽ hội họa hay là làm điều khác đâu. Rồi, cái này còn làm chưa được, cái phần xử lý tài liệu tham khảo này hoàn toàn chưa được. Rồi bữa tới cái phần phân tích hiện trạng này em phải để bên trên nha thầy. Sau đó tới tiêu chuẩn quy chuẩn, sau đó tới tài liệu tham khảo, rồi tới đây. Đây là cái hình khối của em hả Thảo? Dạ đúng rồi thầy. Thứ nhất đó là mật độ xây dựng của em nó quá nhỏ, nó chỉ chiếm khoảng 30% trong khu đất thôi, có sai không? Dạ. Cái thứ hai là hình dáng công trình em nó hoàn toàn không khai thác được khu đất, nó mới khai thác một nửa khu đất à. Thế thì cái phần trống nó làm cái gì? Trong khi ở khu vực quận nhất là tất bằng 1 mét đất vài tỷ bạc. Cái vị trí em đang chọn là vị trí công trình Minh Linh này. Vị trí này là một tấc đất chắc vài tỷ, vài chục tỷ gì đó. Thì sai rồi. Đúng chưa Thảo? Dạ. Không phù hợp. Đó. Có nghĩa là sau khi mà có được cái công trình này nè, có được cái công trình này nè, có được cái ý tưởng này, thì ý tưởng của em phải qua một cái bài kiểm tra nữa. Đó là phải kiểm tra lại phân tích hiện trạng. Nó phải quay lại kiểm tra tiêu chuẩn quy chuẩn xem đúng chưa. Và thứ ba, nó phải quay lại kiểm tra những cái công trình tham khảo để xem thử coi mình đã kế thừa được những cái gì hay cái đẹp của thiên hạ này, hay là mình chỉ là copy của họ hoàn toàn như đây, mình đang đạo của họ đó. Mình phải quay lại kiểm tra như vậy đó. Thì bữa đó tôi muốn thấy là cái bài, cái ý tưởng của các bạn đó, cái hình khối, cái mặt phần tổng thể của bạn vẽ ra nó phải được ba tờ trình bày như thế này, giải thích rõ đây. Được chưa Thảo? Còn thầy thấy này nó có vẻ khá ổn. So với một công trình khách sạn thì nó cũng mang dáng dấp công trình khách sạn rồi đó. Nó hơi rối rắm một tí. Nhưng mà nó cũng mang cái dáng dấp công trình khách sạn. Nhưng đáng tiếc đó là nó không phù hợp với khu đất của mình. Được chưa nào ha? Ở công trình mình ở Sài Gòn mình có một cái khách sạn mà nó khai thác cái đất mũi tàu rất là đẹp á. Đất mũi tàu của nó còn khó hơn đất mũi tàu này nữa. Mũi tàu xíu này. Mà nó làm ra khách sạn khá đẹp đó. Đây, nó chính là khách sạn Bumen đó. Bumen đường Trần Hưng Đạo các bạn. Có biết khách sạn đó không? Dạ biết. Ừ, ở Bumen thì cái quy mô cũng tương đương với các bạn đó. Đó, nó khách sạn ở trung tâm thành phố luôn đó. Cái hình khối của nó phải như vậy đó. Các bạn coi như vậy. Khách sạn Bumen đó, nó nằm ở góc như vậy. Thì khu đất của em nó cũng góng góc giống mặt. Thì ra chọn thôi. Mà bản thân khách sạn mà đang trình hình trên đây này, trình hình trên khu đất này nè, nó cũng khai thác rất là tốt ở đây nè. Cái tốt nào? Khách sạn là khách sạn gì?
River đúng không? Riverside đúng không? Riverside. Yeah. Ừ. Riverside này, nó gồm hai giai đoạn này. Giai đoạn 1 nó cục này xây cách đây mấy chục năm rồi nè. Giai đoạn 2 là cục sát bên nè, nó mới xây cách đây vài năm nè. Riverside đó, một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên của Sài Gòn mình đó. Nó xử lý rất tốt cái khu quảng trường Mê Linh này. Và tiếp theo một cái trình đang xây sát bên luôn, đang xây sát bên này luôn, trình hình gần xong rồi nè, cũng xử lý rất là tốt nè. Không lấy tham khảo. Sát bên đây nè. Đúng chưa? Có phải không? Đang xây nè. Gần xong nữa. Cao tới hình như là 3 mấy 4 tầng gì đó. Nhưng mà em coi lại cái bài của em hoàn toàn phù hợp với khu đất nha. Rồi, xử lý bằng cách là mình có thể kéo dài một khối nào ra. Mà khi kéo dài một khối là như vậy thì mình phải coi lại cái sảnh của mình nó phải vào chính giữa này. Và sảnh này để đảm bảo về hai nhánh như vậy. Rồi tiếp tục về sửa lại những cái thứ thầy có ý đó. Mức trung bình khá thôi chứ còn chưa có tiếp tục được. Vẽ thì nhiều, vẽ bên dưới thì nhiều nhưng mà nó sai mất rồi. Tiếp theo nhé, Kỳ Duyên. Dạ có em. Các bạn cùng một kiểu cũng có đưa những cái tiêu chuẩn lên trên trước thế này. Rồi bữa sớm tất cả các bạn phải có phòng này nhé. Nãy giờ tôi sửa 4 bạn thì chỉ có 2 bạn là có về tiêu chuẩn phòng thôi. Không có cái đó là gì các bạn nào. Tất cả các bạn là bài giai đoạn phải có cái tiêu chuẩn phòng đó. Và những tiêu chuẩn liên quan đến các khu vực mình làm. Chỗ bài bạn gì đó, tiếng mình làm tốt nhất đó. Lấy cái đó để mình tham khảo. Để mình làm nhỏ đúng. Rồi, nếu bạn này công trình tham khảo cũng vậy luôn, cũng to luôn rồi. Bỏ, công trình tham khảo không xài được. Để đó, xài như công trình khác. Mình đang thiết kế một cái công trình, một tổ hợp phức hợp công trình cao tầng mà lấy hai công trình thấp tầng nhỏ xíu để vô thì làm sao mà xử lý không biết nữa. Cái này còn xử lý được này. Nhưng mà cái hình dáng này giống như tôi nói, đặt lên khu đất của mình có hợp lý hay không, có khai thác được tất cả những điểm mạnh của đất mình hay không. Cái gì? Tí nữa rồi bật lên nói vẽ khá tốt chỗ này. Ok, tôi coi nhưng mà đặt trên tổng thể như thế nào tôi chưa thấy đặt trên cái tổng thể. Vẽ khơ khơ. Dạ em đang đặt nhưng mà em vẫn chưa xét xong mấy cái phân tích của cái khối đó thôi. Em chưa có ghi xong nên em chưa có đưa lên. Rồi. Rồi bổ sung vô thấy hình khối có vẻ hấp dẫn đó. Ok, có vẻ tốt đó. Cái này nếu làm ra thì rất là tốt. Ok. Trong này nó nhiều cái thứ này. Thì nếu hình dáng mình như vậy thì ít nhất mình phải chọn những công trình tham khảo mà người ta đã từng xây có cái dạng vặn như thế này. Rất là nhiều đúng không? Calatrava làm rất lâu rồi đúng không? Dạng vặn như thế này. Thảo Duyên có hiểu chỗ này không Duyên? Dạ vâng, để em tìm lại. Mình biết là một bài nhạc rock thì mình cũng phải nghe cả ngàn bài nhạc rock của thiên hạ này rồi. Sau đó mình mới biết được cái bài của mình có đạo hay không, có gì mới, cái gì lạ, cái gì hay. Thì nếu mình làm một cái khối xoắn như vậy á, thì mình ít nhất mình cũng phải là tham khảo vài chục cái công trình tham khảo trên thế giới này người ta làm cái xoắn như vậy rồi. Chúng ta mới biết cái chúng ta làm nó có hợp lý, có hay hay không. Hay là cái chúng ta làm nó quá lạc hậu rồi. Được chưa nào ha? Dạ. Vì sao? Có một số bạn rất là ngần thiết kế này. Ở Nhật, Toyohito, ổng thiết kế cái công trình này nè. Công trình mà cái khối hợp nhà kén, nhà viên kén á. Các bạn có biết cái này nhà này không? Cùng ô vuông rồi ra rồi lại đó. Ở Nhật á. Đó. Người ta đã tháo cái đây mấy năm rồi. Tháo bỏ rồi. Vì nó xuống cấp, nó nguy hiểm, tháo bỏ rồi. Đó. Có nghĩa là cái chuyện hối luận của ông này là nó thất bại rồi, nó không còn phù hợp với lại hiện đại nữa. Không phù hợp hiện đại nữa. Vẫn còn rất nhiều người vẫn đang lấy ý tưởng này để áp vào cái công trình mới của mình theo dạng copy luôn. Dạng cái copy, cái thô sơ mà không có đặt nó vào cái bối cảnh hiện tại để mình xử lý nó.
Có nghĩa là gì, họ tưởng đây là ý tưởng mới, họ tưởng là ý tưởng mới bởi vì lần đầu tiên họ tiếp xúc và thấy nó hay, nó lạ, họ tưởng là ý tưởng mới và trầm trồ, à cái này mới hay này, mình áp dụng này. Nhưng họ không biết rằng à ở thực tế ở đó người ta đã tháo luôn rồi, và những cái bất cập của công trình này là biết bao nhiêu bài báo thế giới đã nói rồi, và họ bê nguyên lại những bất cập đó vào thiết kế của mình. Em hiểu cái này không Duyên? Lý do tại ta phải tham khảo những cái công trình tham khảo mà mình ý tưởng mình định làm. Hôm nay chấm điểm được cái chỗ này, chấm điểm được chỗ này cũng khá tốt, nhưng mà chung nhìn tham khảo bên trên này thì chưa được, giờ bổ sung lại tròn là 2 tham khảo mà mình có thể sử dụng được vào trong cái phố cảnh này để chơi Duyên. Dạ vâng, nghe cũng khá ổn. Theo là Quỳnh Như. Dạ có. Rồi bữa đó mình tham khảo em ở đây nè, em sẽ vẽ lên những cái hình đó. Ở đây thầy thấy em có ghi những cái câu đó thì mình sẽ ghi gọn lại và mình sẽ minh họa bằng cách là mình sẽ đánh dấu những cái vị trí trên cái mặt bằng mặt đứng mặt cắt đó để minh họa cái thuyết minh đó. Công trình này cũng vậy, công trình này thì có vẻ nó khá, nó không phù hợp, nó chỉ áp dụng được cho lúc em khai thác cái mặt bằng thôi, còn mình không nên đưa nguyên công trình này vào trong này bởi vì nó là công trình thấp tầng, nó khác công trình, nó khác cái thể loại của mình rồi. Rồi, bài của em đâu, bài đấy hả? Dạ em chưa lên khối rồi, em chỉ mới phát 4 tầng. Cũng không có phù hợp. Cái mật độ của em xây dựng bao nhiêu vậy? Nó xây dựng của em trên này nó chiếm tới 70-80% rồi, trong khi đề mình cho chỉ là 40% thôi đúng không? Dạ. Nó quá sai rồi. Quá sai rồi đó. Dạ. Quá sai. Mà nếu có binh thì không phải binh cái này đâu. Những cái thứ này nè, những cái thứ nhà hàng nằm ở đâu, sảnh chờ nằm ở đâu, phòng gym, karaoke gì đó nằm ở đâu, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái chuyện mặt bằng điển hình của em như thế nào. Đó, có nghĩa là binh cái này là thầy nói rồi, đó là binh mặt bằng tổng thể trước để có được hình khối, rồi sau đó sẽ binh cái tầng điển hình. Mà muốn binh tầng điển hình chúng ta sẽ chọn 3 loại phòng của mình, chọn vị trí toilet như thế nào, chọn bút cột như thế nào để vẽ được tầng điển hình. Có tầng điển hình rồi chúng ta giống xuống, bắt đầu chúng ta mới suy nội suy ra những cái tầng còn lại. Yeah. Hiểu cái này nhá, nên binh nên binh này như đây là không có tác dụng gì hết á. Yeah. Bởi sao vì những cái thang này chắc gì đúng tầng điển hình chưa? Đúng nào? Cái thang này đúng tầng điển hình là thất bại rồi, thầy mà nhìn thấy là sai đó, làm sao được? Nên cái này hoàn toàn không đúng cái phương pháp binh rồi, coi lại giúp thầy. Chưa được, còn rất là nhiều thứ trong này còn phải bổ sung. Bài đó nếu mà để các bạn chấm giai đoạn sẽ được khoảng 5 điểm. Giờ bổ sung những cái thầy thầy đã dặn vô ngang như. Dạ vâng ạ. Rồi tiếp theo là anh Thư. Thư đâu em? Dạ thầy. Rồi, đợi đây đi nhé. Thank you.
Rồi mình bắt đầu nghe Thư ơi. Dạ thầy. Đây cũng là một ý tưởng hay tầm cao của mình ở đây và mình cái phương pháp xử lý bằng đứng cũng rất là hay để chồng đây là để chồng anh bằng thu lại hay được ở chỗ cái anh tắt bớt cái mic cái đi khi nào nói bật lên tiếng nền nhiều quá. Rồi thì bữa tới Thư cũng sẽ giúp thầy là ghi vào trong này là cái nào hay, cái nào đẹp của nó để mình áp dụng vào trong cái bài của mình nha, áp dụng vào trong bài của mình. Dù hệ thống phòng của họ tổ chức cũng khá ổn này, hành lang giữa khá gọn gàng này, đó, hành lang giữa, toilet bên ngoài này, khá gọn gàng, đó, thế, đó. Họ mặt đứng tạo mình cũng khá đẹp. Nhưng mà lưu ý phải hiểu người ta sử dụng cái tầng như thế nào, người ta tạo ra dốc như thế nào này. Tạo dốc như thế nào đó. Nếu tạo như vậy thì nó ảnh hưởng gì tới cái phần kiến trúc của mình không? Người ta em phải coi lại những thiết kế của người ta trong này. Họ đã điểm thế nào, xử lý như thế nào. Để tạo ra được cái này. Tạo được cái tầng này. Nha. Còn có mặt cắt để thấy được cái đó. Thì đây rất tiếc không có mặt cắt. Không có cái mặt cắt để thấy được đó. Thì chỗ này em phải tìm ra được cái mặt cắt của công trình này đi Thư. Tìm ra để mình coi là cách xử lý cốt nền của họ nó như thế nào. Cái mặt bằng đây không thấy rõ. Cái mặt bằng chưa rõ. Chưa rõ cái chuyện cốt của họ như thế nào hết. Thì còn có cái mặt cắt mình thấy. Nó công trình này giống như công trình hồi nãy rồi. Thì câu hỏi đặt ra là mình có khai thác được cái gì mà cái này thì nó có hợp với đất mình hay không. Tiếp theo đó là resort, hotel resort cũng được. Mà áp dụng được. Ok. Rồi nhưng mà cái phần cuối cùng là phần làm việc của em đâu, kết quả làm việc của em đâu, phương án của em đâu rồi? Dạ em làm kịp thầy. Chưa biết cách làm chưa? Dạ biết rồi. Nó thứ nhất đó là nó phải kế thừa được những cái thứ gì mà em đã chọn làm tài liệu tham khảo. Cái thứ hai là nó phải qua cái bước kiểm tra ngược lại cái phân tích ở khu đất của mình nó có hợp hay không. Và cuối cùng đó là nó phải thông qua lại những cái tiêu chuẩn quy chuẩn mình đã áp vào cái khối mình như thế nào nó có hợp hay không. Đó, chứ không phải chúng ta chỉ chung phải bữa tới là ba giai đoạn các bạn chỉ vẽ hình khối lên trên thời là xong không có. Ngoài chuyện các bạn vẽ được hình khối, vẽ được bằng tổng thể, vẽ được bằng tầng điển hình thì những cái thứ đó các bạn phải đưa ngược lại, phải trình bày vào trong một cái trang để tôi thấy được đó là các bạn đã kiểm tra lại ba cái bước bên trên. Đó là yêu cầu nha, mà lưu ý yêu cầu nha, nó sẽ khác những đội án khác hơn. Chúng ta qua đội án cộng 4 rồi thì cái mức độ yêu cầu nó sẽ khó hơn hơn cái đội án khác bằng lại. Rồi bổ sung vô cho tôi bữa tới là buổi kiểm tra giai đoạn rồi. Thì hôm nay không có bài, coi như là em không được sửa, không được góp ý cho các phần em chưa làm. Thì bữa tới đọc bài giai đoạn như thế nào. Còn gì hỏi em Thư? Dạ, được rồi thầy. Tiếp theo là Quang Khải. Dạ có thầy. Rồi.
Rồi phần này khá là đủ. Mình cho phân tích công tắc thì để bên dưới hả? Phân tích công tắc đâu rồi? Đây. Rồi công trình tham khảo để coi thử coi nào. Rồi chọn cái này cũng được. Nhưng mà lưu ý đối với chúng ta ở đây công trình chúng ta cao, với số tầng cao nhiều thì cái mảng xanh chúng ta áp dụng vào thì nó không hợp lý nhé. Hợp lý. Những cái mảng xanh này nó áp dụng công trình thấp tầng trở xuống thôi. Rồi có vấn đề chăm sóc, chăm sóc của nó. Đây này, khách sạn Bumen là nãy tôi nói này, khách sạn nằm ở góc đường, nó xử lý rất tốt, rất khốt của hình tối này. Rất đẹp. Bumen này ha. Mặc dù dịch vụ của nó cũng bình thường, dịch vụ của nó bình thường, chả có gì đặc sắc, nhưng mà cái thiết kế nó rất đẹp, nó tốt. Bumen Thành phố Hồ Chí Minh còn nở, Bumen Hà Nội là bắt ngày. Rồi bây giờ thì hiểu tại sao chỗ này nó phải dừng vô chưa nào Thái? Dạ hiểu rồi thầy. Tại sao nó phải dừng vô chưa? Dạ. Hiểu nha. Dạ. Để tôi giảng rõ đó, lưu ý cho nó. Cái này thì quá nổi tiếng rồi, mình coi mình có tham khảo gì vô cái bài của mình được. Chứ còn thì nó nổi tiếng rồi, gần như thành biểu tượng của biểu tượng mới của Singapore rồi. Mình coi thôi mình có áp dụng được cái gì trong cái nó đây này. Cái phân tích của người ta này, những công trình nổi tiếng nên có đặc điểm là rất nhiều cái tài liệu tham khảo để mình đọc, rất nhiều cái phân tích để mình đọc. Rồi nhưng mà trình bày cái này coi, công tác như thế này. Chưa được. Chưa đúng. Chưa đúng. Và bây giờ trên mình sẽ làm một cái thằng điển hình trước đây. Thằng điển hình trước. Nha. Từ cái thằng điển hình nó mới dồn ngược lại xuống mấy thằng bên dưới. Có nghĩa là phải vẽ thằng này trước. Dạ. Yeah. Nó mới xuyên ngược lại thằng bên dưới nha. Dạ. Yeah. Vì tất cả cái gì? Bởi vì tất cả cái thằng bên dưới nó phục vụ trong này mà. Có đúng không? Phục vụ trong này. Làm sao cho mọi thứ thuận tiện nhất. Mọi thứ là dễ dàng nhất. Mọi thứ hợp lý nhất. Thì do đó phải bên trong này trước. Thì mới ra vị trí thang ở đâu. Rồi vị trí thang đó mới dẫn xuống bên dưới ở chỗ nào, sảnh chỗ nào. Từ những cái sảnh bên dưới này, sảnh chốt bên dưới này, rồi những không gian còn lại bao quanh những sảnh đó. Đó, nó là như vậy mới đúng được nhé. Rồi giờ tiếp tục làm tiếp. Lý tưởng hình khối thì đã thấy nó ở mức gọi là bình thường thôi. Nó chưa gì hay lắm, bởi vì nó chưa có áp dụng được bất cứ cái thứ gì mà em đưa vào thì công trình tham khảo trên này hết đó. Coi như là ba công trình tham khảo của em là nó chưa có áp dụng được gì vào trong này, chưa áp dụng được một cái thuật pháp nào của họ trong này hết. Em hiểu không Khải? Chỗ này hiểu được không ha? Dạ hiểu thầy. Ừ. Nên là mình đưa ra phương án của mình thì nó phải mang tính kế thừa những cái thứ mình đã chọn làm mẫu tham khảo. Chứ không phải mình đưa ra tham khảo vô là chơi là được không được. Nó sai mất. Làm tiếp. Đấy. Rồi, Đình Nam và Minh Thái, Đình Nam trước đi em. Dạ có rồi. Phần bạc này thì là phân tích hiện trạng chứ là đúng rồi. Nhưng phân tích hiện trạng thì nó rất là sơ sài. Phân tích hiện trạng gì? Cái tình trạng mà bây giờ tôi cũng không thấy cái mưa đã nói rồi đâu hết, phân tích ở đây cảnh quan đây lung tung như vậy, bố trí lung tung như vậy. Phân tích hiện trạng thì nó nằm ở hết phân tích hiện trạng đã chứ, sau nó mới tới những cái thứ khác chứ. Cái này thì tôi chuẩn bỏ vô thôi, đơn giản. Phân tích hiện trạng rất là dở nhé, không chỉ lỗi tá lạ mình. Để thầy đi xíu cái điện thoại.
Rồi trong nhìn tham khảo là mình chọn thì mình phải kiểm tra xem thì thứ nhất đó là mình khai thác được gì, cái thứ hai là mình coi nó có phù hợp với lại cái khu đất của mình hay không. Theo em thì công trình này mình chọn thì nó có phù hợp với khu đất của mình hay không? Phải, Anna. Quay lại khu đất được coi. Đó. Thì cái những câu hỏi đó em phải tự động trả lời nhé, để xem thử mình chọn công trình tham khảo như vậy thì nó có phù hợp nhất hay không. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Mà chỉ có một công trình tham khảo như vậy thôi. Chưa có gì nữa hết. Ý tưởng của em cũng chưa có gì nữa hết. Chưa được, thì làm tiếp em. Như thế nãy giờ thầy giảng thì... Để em làm, ok. Như thế nãy giờ thầy giảng có nắm được không nhỉ? Dạ, nắm thầy. Quan trọng các bạn cần tiếp thu là cái phương pháp làm việc. Nha, cái phương pháp làm việc thì phương pháp thầy nói là đó, nó là 4 bước như vậy đó. Nó làm từng từ 4 bước như vậy. Trước giờ cách làm việc có thể qua câu hỏi, trước giờ các bạn chưa biết được phương pháp này các bạn làm có thể là khác, nhưng cái tôi vừa nói các bạn là cái phương pháp rất là tốt để các bạn có một cái quy trình làm việc đúng phương pháp và đảm bảo kết quả nó sẽ là tốt thôi. Và bạn cuối cùng là Minh Thái. Minh Thái có gì em? Dạ có thầy. Thầy làm nó tốt nè, làm trình bày rất là đẹp nè. Ổn, power rất là đẹp. Rồi, bắt đầu tới. Đây là phải phân tích hiện trạng trước nha. Trình bày là phân tích hiện trạng, tới tiêu chuẩn nó mới tới nhìn thẳng, mới tới cái concept của mình nha. Dạ. Tập trình cho nó. Rồi. Thì nó có gì hay, em đang thích phong cách xanh này đúng không? Em thích mấy cái xanh xanh của ông bà Trọng Nghĩa này, đúng không? Dạ dạ. Với cách đặt cái lõi thang nữa thầy. Cái lõi thang là một, ông rất là hay chỗ cái lõi thang là một, cái làm chuyển về các sảnh, về các tầng nó là hay để tạo ra không gian á. Có cái thủ pháp rất là hay, thủ pháp thực ra không mới, thủ pháp này là thủ pháp học của mấy kiến sư Nhật Bản thôi. Là cái thủ pháp chuyển tầng và cái các không gian những vị trí này này chuyển qua chuyển lại dạng như vậy đó, những thủ pháp này không mới, tạo những không gian đang xen những chỗ này, những chỗ thông tầng hai tầng này, những chỗ thông tầng hai tầng đó thì đó một cái thủ pháp lớn hay nhỏ áp dụng được hết. Các bạn nên nghiên cứu những công trình của ông này vì sao, bởi vì nó gần gũi và nó giải quyết được cái điều kiện khí hậu Việt Nam. Còn cái chuyện mà cây xanh một rừng như vậy thì còn nhiều chuyện để bàn, bởi vì cũng có nhiều công trình mới đầu làm cây xanh rất là nhiều ngày sau đó cũng bỏ hết đi bởi vì không chịu nổi. Không chịu nổi công chăm sóc là một, các bạn biết không chịu nổi cái thứ hai là cái gì không? Ai biết được không chịu nổi cái thứ hai là gì không? Dạ mũi không mày. Chính xác, tức là côn trùng. Vệ sinh nhiệt đới của mình, côn trùng khủng khiếp, không phải là mũi không em. Cái côn trùng, đặc biệt là mưa xuống và các bạn muốn xử lý côn trùng đó chúng ta phải làm gì? Xịt thuốc đúng không? Xịt thuốc để xử lý đúng không? Và xịt thuốc các bạn biết tần suất xịt là bao nhiêu không? 2 tuần xịt một lần. Và các bạn có tin vào những cái lời quảng cáo là thuốc này không độc cho con người không? Bạn có tin không? Ví dụ Thái có tin cái đó không Thái? Dạ. Ví dụ như thầy hỏi người ta nói thuốc thì côn trùng ở đây là không độc, hoàn toàn không độc cho con người. Nhưng mà một tháng mình xịt 2 lần thì em có tin không? Ví dụ nhà mình ở trong cái nhà mình toàn cây xanh nhà, em có tin không? Em dám xịt không? Dạ, dạ không thầy. À. 5 xịt lần thì tôi xịt liền đó, nhưng mà 1 tháng xịt 2 lần thôi xin cứu thì xin tha đi. Đúng chưa nào? Đó, thì cái đây nó một cái nhược điểm như vậy, nó có rất nhiều ưu điểm nhưng đồng thời nó cũng có nhược điểm như vậy. Đó, thì ở đây có một cái cách xử lý nhược điểm như thế này đó, chúng ta sẽ chọn những cái cây nào cho nó phù hợp. Cái đây cái khó thì mà dễ, chọn cái cây nào cho nó phù hợp với 4 mùa quanh năm đó. Rồi. Cái thứ hai là công trình này là ở của Trung Quốc. Rồi thì bữa tới em sẽ lấy những công trình này và em sẽ cho thầy biết là nó sẽ điểm hay, điểm đẹp cho nó chỗ nào và chúng ta dự tính áp dụng những cái hay, cái đẹp của nó vào bài mình như thế nào nha. Công trình mình, công trình mũi tàu. Mũi tàu thì thầy nghĩ tụi em nên tham khảo cách xử lý của Bumen cho cái mũi tàu này.
Moment đó, nó là hai cái nhánh chữ H đó. Chữ H này, là nhánh hai bên, này. Nhánh hai bên này. Kết hợp này nè, hai nhánh hai bên này và kết hợp cái sông giữa này, moment đó. Thì đối với cái lại cái mũi tàu giờ xử lý như vậy, chứ còn mũi tàu mà còn nhét sân trong như nữa lại mất hết đất á. Nha. Hiểu không Thái? Dạ, em hiểu rồi. Hiểu chưa? Mình nhét đất này, nhét sân trong ở đây này. Ví dụ hai nhánh như này. Nhét sân trong ở đây này. Sân trong này nó mở ra bên ngoài này. Để nó kết hợp với lại sảnh kết hợp này. Chứ còn đừng nhét sân trong cục bộ thế này nó là tiêu luôn á. Hiểu không em? Hiểu chưa? Dạ. Sân vậy đó, ví dụ chữ H này, chữ E gì đó, đó kết hợp vậy đó. Giải phòng như vậy đó. Đó. Nó đơn giản vậy thôi. Nó kết hợp được hai sân trong này và xử lý của mũi tàu này, một phát, hai phát, ba phát, ba cái màu xanh này này. Là ba nó xử lý được một cái, hai cái, ba cái này. Đó. Và cái bằng giao nhau giữa hai cái này này, phần green này, phần màu xanh này, phần giao nhau hai cái khối sân trong này bên dưới đế á, nó chính là cái phần sảnh chính này để tiếp cận lối một, lối hai lối này. Đó. Hiểu không Thái ơi? Đó. Cái giải pháp hiểu này. Và giải pháp nó gần như là tối ưu, bởi vì bạn chọn khu đất nó sẽ giải pháp này gần như tối ưu. Moment nó làm một cái kiểu đó, mình có thể biến thể một cái biến thể của moment đi, chứ còn nó không có nhiều giải pháp cho bạn lựa chọn đối với khu đất này đâu. Thì cái này thì thấy rồi, lên sai rồi, không lập sân trong vậy, thành mở sân ra, làm điểm này, làm trước bên đây, và cái sảnh nằm ở đây này, đó. Thì hôm nay là có được làm cái thằng điển hình cũng được, cũng biết cách làm. Okay. Có đặc điểm là chọn công trình tham khảo và cái phần trên đây trình bày rất là tốt, nhưng có một cái nhược điểm trong cái bài này đó là chưa làm được những cái phòng, những cái tiêu chuẩn liên quan tới phòng, không có những tiêu chuẩn liên quan tới phòng để làm sao mà vẽ được cái mặt bằng điển hình được đó. Thì bổ sung những cái thằng góp ý vô nghe Thái. Dạ. Còn bây giờ thời gian còn lại tôi chỉ cho cái chỗ tìm này, tôi tìm những cái phòng này. Tới bữa nay tôi mới chỉ, tôi không chỉ trước, mà tới hôm nay tôi mới chỉ. Đây các bạn muốn tìm vào phòng, các bạn vào trong Pinterest ha, mà các bạn có keyword này vô, mà nó sẽ ra cho các bạn cái phòng. Và từ đó các bạn sẽ chọn cho mình cái bố trí phòng nó mới, bởi vì nó có nhiều cái bố trí phòng rất là hiện đại. Cái những cái bố trí phòng mà các bạn nãy đưa vào nãy giờ nó rất là cũ rồi. Và những cái hệ thống khách sạn lớn trên thế giới bây giờ gần như nó không chọn những cái hệ thống phòng đó nữa. Những cái thương hiệu lớn trên khách sạn trên thế giới này đó, nó lại không chọn những cái đó đâu. Bạn lưu ý tôi sẽ hướng dẫn các bạn chọn trên này nè. Hệ thống phòng này. Và các bạn biết nước nào mà đang xây dựng khách sạn nhiều nhất trên thế giới không các bạn đó? Nước nào? Nước hiện tại. Không, Singapore hết đất rồi, nó không xây nữa đâu. Có ông cũng có dây mơ rẻ má với Singapore đó. Trung Quốc hiện tại đang xây khách sạn nhiều nhất. Một năm nó đón cả tỷ du khách mà, vài trăm triệu du khách chưa. Nên nó hệ thống khách sạn nó rất là kinh khủng. Nó phụ khách nội địa của nó cả tỷ khách rồi, chưa kể khách nước ngoài. Nên đối với Trung Quốc bây giờ hệ thống khách sạn của họ kinh khủng luôn. Rồi các bạn sẽ gõ giúp tôi đó là cái hotel này. Room. Hotel này. Nó sẽ ra lên này. Đây, các bạn có keyword này nè. Ở đây nó sẽ hiện lên một đống những cái cách bố trí phòng bên trong này. Đó, bố trí phòng trong này. Và nó phân tích, các bạn chịu khó trong này, tìm trong này nè. Nó sẽ có những dạng bố trí phòng rất là mới lạ. Mới lạ. Và cái Pinterest này có một đặc điểm là nó sẽ tổng hợp những tài liệu gần như là mới trên cái này. Thì nhiệm vụ các bạn sẽ vào trong này. Đó. Ví dụ các bạn gõ trung tâm style vô này, nó có một số cái keyword các bạn đó, thì các bạn vô đây các bạn tìm trong này nhé. Có những cái cách bố trí phòng. Ví dụ tôi chọn cái này đi, đây là phòng đơn giản này. Đây là nó có nguồn đàng hoàng, những khách sạn ở đâu này, có nguồn cụ thể cho các bạn tra cứu. Bạn vào đây bạn tra cứu luôn, bạn tra cứu vô trong cái web này, bạn sẽ thấy được toàn bộ công trình của họ luôn, chứ không phải một cái phòng này đâu. Thì đây là cái nguồn để các bạn tìm. Ví dụ đây là AC Hotel ở đâu á, tôi không biết. Quy ở đâu đây này. Xây năm 2015, hoàn thành năm 2017, cũng mới đây thôi. À, thì bạn coi bên dưới này, đó. Những cái phòng đơn này, phòng double này, phòng suite này, phòng gì đó, tất cả trong những cái này. Thì bạn vào đây coi nhé, có những cách bố trí phòng, nó ví dụ đây là cái bố trí phòng khá mới này. Đó, đi như vậy đó. Đây là những bạn phát tay của những kiếp sư mà nãy tôi nói là ngồi rung đùi quán cà phê đó, những người họ là cái trình độ gọi là master đó, họ ngồi họ làm cái này.
nha. Còn mình không phải master thì mình chịu khó làm cho nó đúng quy trình. Điểm tích lũy được cái khả năng thì chúng ta sẽ đạt tới trình độ thôi. Các bạn vào đó các bạn tìm cho tôi về cái phòng. Rồi bởi đó chúng ta sẽ chọn cái loại phòng như vậy. Chọn cái loại phòng, chọn một cái mẫu phòng. Cái mẫu phòng đó chúng ta sẽ chọn cái vị trí toilet nằm ở đâu. Sau đó chúng ta sẽ chọn được cái bước cột từ phòng này tới phòng này bao nhiêu. Và từ cái bước cột chúng ta vẽ được cái tầng điển hình. Và từ tầng điển hình thì chúng ta giống xuống chúng ta mới vẽ được cái tầng còn lại. Rồi lớp hiểu cái chỗ này chưa nha. Vô chỗ này tìm cho tôi nha. Hôm nay rất tiếc chỉ có 9 bạn sửa bài thôi. Sửa bài cũng gấp rất nhiều thông tin chỉ 9 bạn đi thôi. Còn lại 10 bạn còn lại thì tôi không biết bữa tới sẽ nạp bài giai đoạn như thế nào. Bữa tới chúng ta sẽ nạp bài giai đoạn. Và chúng ta sẽ chấm giai đoạn luôn. Nạp và chấm luôn. Và các bạn sẽ nộp trước 7:30 cho bạn giữ tôi, bạn Duy giúp tôi. Được chưa? Các bạn nộp trước 7:30 đến 4 và chúng ta sẽ chấm giai đoạn luôn. Rồi. Các bạn, và điểm giai đoạn lần này là tôi sẽ riêng đối với lớp này tôi sẽ quyết định đó là điểm giai đoạn chấm bao nhiêu lấy bao nhiêu luôn, tôi sẽ không nâng lên cũng không hạ xuống nữa. Nâng lên không hạ xuống nữa. Để các bạn đi làm cho đông đủ để tránh tình trạng đi như thế này. Đi chỉ có 9 bạn trong khi trên tổng số 19 bạn thế này. Ôi, lớp còn gì đã hỏi không cả lớp? Dạ thầy ơi, là hôm sau giai đoạn là sửa hết những cái mà hôm nay thầy đã sửa xong rồi là làm thêm mấy cái mà phân tích về công trình của mình đúng không thầy? Exact. Nó bao gồm 4 cái bước cụ thể như vậy. Bước 1, phân tích hiện trạng. Bước 2, những tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến công trình của mình. Bước thứ 3, đó là cái những công trình tham khảo mà chúng ta sẽ dự định chúng ta áp dụng những thủ pháp của họ vào trong công trình của mình. Và bước thứ 4, chúng ta đưa ra phương án concept. Và phương án concept yêu cầu gồm có một cái phố cảnh khối, một cái bằng tổng thể, một tầng điển hình và một bằng bằng trệt. Và những cái này nó đều phải được quay lại trình bày để kiểm tra 3 cái bước bằng trệt. Kiểm tra phân tích 3 bước bằng trệt. Được chưa nào lớp? Dạ thầy ơi, bài nhóm dẫn trên tiêu chí là đánh giá nhóm đúng không thầy? Không. Bài nhóm chiếm 20% thôi, xong rồi các bạn xong rồi đó. Bài nhóm chiếm 20% điểm thôi. Còn sắp tới chấm giai đoạn là sẽ bạn lấy 80% điểm còn lại. Được chưa? Là bài nhóm thầy chấm ở thầy. Bài nhóm giống như bữa, ví dụ thầy nhóm, thầy cho nhóm là 8 điểm thì mỗi bạn trong nhóm thì 8 điểm rồi. Và 8 điểm nó chiếm 20% thôi. Và sắp tới bài giai đoạn các bạn sẽ chiếm 80% điểm còn lại. Hiểu chưa nào ha? Rồi. Các bạn cố gắng làm bài nha. Những bạn mà không đi học tôi thấy cũng đang ngồi đang nghe, không có bài nộp thì tôi thấy cũng đang ngồi nghe này. Thì hy vọng các bạn hãy nắm được cái quy trình làm bài 4 bước như vậy giúp tôi để làm cái bài giai đoạn này cũng như áp dụng vào các bài đồ án khác. Rồi chúng ta nghỉ nha. Rồi chào các bạn.